trên tay của mình hiện tại chính là em Xiaomi Redmi K70 Ultra. Bởi vì đây là một chiếc máy cực kỳ là châu bò ấy, cho nên là hôm nay mình sẽ test thử lại hiệu năng ở trên em Redmi K70 Ultra này, để xem là thực sự em Redmi K70 Ultra với con chip Dimensity 9300 Plus có ok đến mức như thế không nhé. Bắt đầu video thôi. Đối với em Xiaomi Redmi K70 Ultra thì mình cũng bật max setting này, 120fps, chất lượng đồ họa là cao và độ phân giải sẽ là trung bình. Và mình có đo qua cái nhiệt độ của chiếc máy này này thì nó cũng chỉ xấp xỉ ban đầu là 33,1, 33 độ C thôi. Chứng tỏ rằng ấy là cái nhiệt độ hiển thị trên cái app Scene này đang khá là chuẩn xác đấy các bạn ạ. Nhiệt độ phòng hiện tại đang là 28,5 độ C, khá là mát. Ok, mình đã vào game rồi nhá, và mình sẽ tiến hành quay phim màn hình này. Rồi, ok. Sau khi bật quay phim màn hình ấy thì FPS có vẻ không ổn định ở mức 120 nữa, mà chỉ loanh quanh 115 này, 118 này, và nhiệt độ có vẻ đang tăng lên một chút rồi. Nhiệt độ lên 37,1 độ C rồi, mới có 1 phút vào game thôi. Còn em Redmi K70 lần trước ấy, trong quá trình mình khởi động game nó đã lên tới 40 độ C rồi. Và trong quá trình chơi ấy thì nhiệt độ nói chung là phải lên kinh khủng luôn các bạn ạ. Ok phết anh em ơi. Nhiệt độ có vẻ rất là mát nha. Em K70 Ultra này mặc dù bật quay phim màn hình nhưng mà nhiệt độ rất là mát. Vẫn đang chỉ tầm khoảng 38,7 độ C thôi này. Ngon luôn chứ còn gì nữa. Ngon luôn, ăn được hai mạng là ngon rồi anh em ơi. Có vẻ như là FPS không lên được 120 nữa rồi, bởi vì nhiệt độ của máy đang lên quá cao. Đấy, nhiệt độ máy lên 40 rồi và mình cảm thấy rằng ấy là cầm cái phần khung viền bằng kim loại này nó cũng khá là ok đấy các bạn ạ. Nó không nóng lắm đâu, nó không nóng như em Redmi K70, K70 Pro, mà có thể rằng ấy, cái chất liệu làm nên cái khung viền này nó đang hơi khác một chút, cho nên là cái việc tản nhiệt nó đang không khiến mình cảm thấy khó chịu các bạn ạ. Ok à. Ngon luôn, 41. Nhưng mà mình cảm nhận đây là chơi ở cái mức FPS này vẫn khá là ổn. Nó không bị tụt giảm quá nhiều như kiểu xuống 35 như em Redmi K70 lần trước. K70 lần trước nó bị lỗi chip hay sao ấy. Trận này thắng rồi anh em ơi. Trận này tem ấy quá. Đã đến phút thứ 10 rồi và nhiệt độ trên em máy này cũng chỉ là 40,9 độ C thôi. FPS mặc dù đã bị lock xuống dưới 9x nhưng mà chơi vẫn khá là ổn nhá. So sánh với cả Redmi K70 hôm trước ấy thì con chip Snapdragon 8 Gen 2 cho em ấy đang hơi bị lỗi một chút. Vì cùng một điều kiện môi trường này, cùng một bài test y hệt như vậy mà GPU lúc nào cũng 100% nha. Cho nên là mình đánh giá rằng Redmi K70 Ultra đang nói chung là tiền nào của nấy thôi. Chip mạnh hơn, nhiệt độ mát hơn, và cái tỷ lệ mà drop xuống 35 là không có. Từ nãy giờ là drop xuống 6x còn không có đâu các bạn ơi. Ngon luôn. Win rồi, win rồi. Mình sẽ kết thúc độ FPS này. Và đây là trò chơi Liên Minh Tốc Chiến khi mình bật max setting cộng quay phim màn hình nhá. FPS trung bình chỉ được 85,2 thôi, nhưng mà trong quá trình chơi này nó tụt giảm cũng khá là nghiêm trọng, nhưng mà rất là ít khi xuống dưới 6x nhá. Còn xuống dưới 35, 32 ấy thì hầu như sẽ là không có đâu. Và trong quá trình chơi ấy, nhiệt độ cũng không lên quá cao, tầm khoảng 41 thôi. Chứ còn Redmi K70 trước mình test ấy lên được 45 độ C cơ. Nhiệt độ phòng thì cũng tương tự nhau nhé. Rồi, tiếp tục chuyển qua tựa game tiếp theo là tựa game Minecraft. Mình đã cài một cái shader ultra realistic rồi nhá. Mình sẽ đo lại nhiệt độ của máy này. Đấy, sấp xỉ 39,8, 39,9, sấp xỉ 40 thôi, không quá nóng đâu. Rồi, đối với tựa game Minecraft ấy thì FPS lúc nào cũng thẳng tắp ở mức 120 thôi, cũng không có xuống quá nhiều đâu. Mình đã cài một cái shader realistic rồi. Các bạn cứ nhìn từng cái texture đấy thì các bạn biết này, nó rất là đẹp đúng không nào? Khá là thật đấy. Mình cài cái phiên bản 1.21.21
thì nó đang bị một cái tình trạng là mình không cài được cái phần nước nó đẹp hơn một chút. Nó chỉ được như này thôi này. Nhìn nó không chân thực lắm cho lắm các bạn ạ. Vuốt đi vuốt lại xong mình đi qua đi lại nó cũng không có hiện tượng giảm tụt giảm FPS gì cả. Mình sẽ triệu hồi tầm khoảng 1000 quả TNT nhé. Gõ thử này. Rồi, thử xem nó có bị lag không nhá. Ôi. Không lag lắm nha anh em nha. Ui, đấy. Nó render ra rất là ok nhưng mà FPS chỉ tụt xuống tầm khoảng 96 thôi. 1000 quả thì vẫn khá là được đấy anh em nhỉ. Tiếp theo thử triệu hồi tiếp tầm khoảng 2000 đi. Lúc nãy thì có vẻ vẫn ok. Nhưng bây giờ thì sao? Nổ đi. FPS. Ui. 46 FPS các bạn này. 21 FPS, 17 FPS. 13, 5 FPS. Ui, lag 6 FPS này. Rồi, vậy là 2000 quả thì chiếc máy của chúng ta vẫn có thể chiến ok nhá. Và sau khi cho nổ xong ấy thì FPS không lên được 120 nữa rồi. Có vẻ như 2000 quả thì vẫn khá là ok đấy. Bây giờ mình sẽ thử tiếp với 20000 quả xem sao nhá. Bây giờ mới là bài thử test thử thách chính cái này. FPS lúc nãy xuống có vẻ xuống 5 đúng không? Bây giờ thì FPS xuống bao nhiêu? Nổ đi. Ui. FPS xuống 9 này, xuống 3 này, xuống 1 luôn này. Không FPS này các bạn này. A few moments later. Đối với cả tựa game Minecraft ấy thì chơi bình thường nó rất là mượt đấy. Khi mình đặt tầm khoảng 1000 này thì drop xuống tầm khoảng 29 FPS. Còn khi đặt tầm khoảng 20000 thì drop xuống tầm 5 FPS các bạn ạ. Và cuối cùng khi mà mình đặt tầm khoảng 27000 thì nó drop thảm hại xuống không luôn nhá. Phiên bản 1.21.21 vẫn khá là ok. Mình đã cài shader realistic rồi. Và tiếp theo sẽ là bài test cuối cùng mình test trên tựa game Gushing Way ở trong nhiệt độ phòng tầm khoảng 27-28 độ C. Lưu ý, mình đang test khi mà nhiệt độ rất là nóng, tầm khoảng 43,3. Đấy, FPS có vẻ cũng ổn định phết nhở? Không bị xuống dưới 25-26. Nó chỉ ở 28 một giây thôi và nó lại lên lại nha các bạn nha. Chứ còn em Redmi K70 hôm trước mình cập nhật xong ấy, nó còn xuống 15 FPS các bạn ạ. Redmi Turbo 3 hôm trước mình test cũng xuống dưới 1x, ảo thực sự luôn. Nói chung ấy là mình thấy rằng những con máy nó bị bóp rất là nhiều ấy, trong đó có Redmi Turbo 3 và Redmi K70 nhá. Cả hai con máy này thì chip đều rất là mạnh nhưng mà nó kiểu gì ấy, nó rất là nóng. Và tối ưu game nó cũng không được ngon cho lắm. Ui, càng chơi mà FPS càng ổn là sao ta? Mượt lắm nha anh em nha. Càng chơi FPS càng ổn, không bị xuống dưới 2x nữa rồi. Giữ nguyên là mức 43,7 độ C thôi. 44 độ C rồi. Nói chung là chơi rất là ổn nhá. Ổn lắm. 42 này, gặp phần gần con chip là 4442. Máy không nóng lên quá nhiều. Và đây là biểu đồ FPS khi mà chơi Gushing Way nhá. FPS trung bình chỉ được 52,3 thôi. Nó kém khá là nhiều so với những con máy như kiểu Red Magic 9 Pro Plus và IQ Neo 9 Pro nhá. Mặc dù cùng sử dụng con chip Dimensity 9300 Plus. Sau cái bài test ngày hôm nay ấy, thì mình rút ra một kết luận là như thế này. Redmi K70 Ultra là một chiếc máy cực kỳ là trâu bò. Nhiệt độ không tăng lên quá cao đâu. Ưu điểm của em này cực kỳ là mát nhá. Và ngoài ra ấy, chiếc máy này có tiêu chuẩn kháng nước, kháng bụi. Mình cũng đã có một cái clip để mà ngâm em này dưới nước rồi. Và kết quả rằng em Redmi K70 Ultra vẫn không sao nhá. Ok, nếu các bạn thấy video của mình hay và hữu ích hãy cho mình một like, một share, một subscribe để mình ra những video tiếp theo hay hơn nha. Tạm biệt các bạn.